Xin chào tất cả các khán giả của Bí quyết Thành Công. Các bạn thân mến, trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì Bí quyết Thành Công xin được hỏi vui các bạn một số câu hỏi. Bữa ăn đắt nhất mà bạn từng bỏ ra là bao nhiêu tiền? Bữa ăn đắt nhất mà bạn từng biết được là có giá bao nhiêu? 30 triệu, 100 triệu, 200 triệu hay là bao nhiêu? Ăn hẳn các bạn đang có đôi chút thắc mắc đúng không? Một chương trình kinh doanh, tại sao lại có ăn trưa ăn tối ở đây thế này? Nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng có lý đấy các bạn ạ. Các bạn tin được không? Khi có người bỏ ra 4,5 triệu đô, tương đương với hơn 100 tỷ Việt Nam chỉ để ăn trưa với một nhân vật. Và còn ở Việt Nam thì đã có người chi hơn 140 triệu chỉ để ăn tối cùng với Shark Dũng, một cá mập tài năng trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Vậy thì theo các bạn, những bữa ăn đó có món ăn gì mà đắt đến như vậy? Những người chi ra số tiền đó sẽ nhận được những bài học hay là những kinh nghiệm gì? Hay là họ mất trắng? Và ngày hôm nay thì hãy cùng Bí quyết Thành Công tìm hiểu về giới siêu giàu, họ đang nghĩ gì mà lại đầu tư những khoản tiền lớn như vậy các bạn nhé. Chắc chắn các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ chương trình ngày hôm nay. Vậy nên đừng bỏ lỡ bất cứ giây phút nào nhé. Sau 4 ngày tiến hành đấu giá thì mới đây trên trang Facebook cá nhân, Shark Nguyễn Mạnh Dũng đã tìm ra những người thắng cuộc cuối cùng trong khuôn khổ chương trình Giving Lunch, Giving Dinner, đấu giá bữa ăn gieo yêu thương để ủng hộ quỹ hỗ trợ phát triển công nghệ cho người mù. Theo đó, 10 cá nhân trả giá cao nhất từ 6 thành phố khác nhau sẽ có cơ hội ăn trưa hoặc ăn tối cùng với cá mập trong làng công nghệ Việt Nam. Dẫn đầu là một cá nhân đến từ Hà Nội, người sẵn sàng chi tới 140 triệu đồng để đi ăn cùng với Shark Dũng. Tiếp sau đó là mức giá 128 triệu đồng do một nhân vật đến từ thành phố Hồ Chí Minh bỏ ra. Ngoài ra, hai cá nhân chiến thắng khác cũng đồng ý góp mỗi người 120 triệu để có cơ hội ăn uống và trò chuyện cùng với Shark. Bất ngờ hơn, Shark Dũng công bố chỉ sau 4 ngày, tổng số tiền quyên góp cho chương trình đã lên tới 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu góp trực tiếp và 856 triệu góp qua đấu giá bữa ăn. Số tiền này tương đương với khoản chi phí để đào tạo và mua thiết bị học tập cho 198 người mù. Theo tiết lộ từ Shark Dũng, ngay khi kết quả công bố, những người thắng cuộc đã nhanh chóng chuyển khoản trực tiếp cho chương trình. Shark sẽ bay đến các thành phố để gặp trực tiếp những người thắng cuộc trong tháng 10 này. Đây là điều khá thú vị khi trên thế giới cũng đã có chương trình tương tự, khi đấu giá bữa ăn trưa cùng với tỷ phú Warren Buffett lên đến 4,5 tỷ đô, tương đương với hơn 100 tỷ đồng. Có vài người thắc mắc rằng, những người này bỏ ra số tiền lớn như vậy rốt cuộc có suy nghĩ gì? Nhưng lại càng có nhiều người hơn nghĩ về một vấn đề. Ăn bữa cơm thế này, bỏ ra số tiền lớn như thế thì liệu có đáng hay không? Với 100 tỷ hay 150 triệu, chúng ta đã gọi là một người giàu có rồi mà. Tại sao lại ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ? Các bạn ạ, như nhiều video trước kia mình thường nhắc tới, thì người giàu và người nghèo chỉ khác biệt nhau duy nhất là ở tư duy mà thôi. Có thể một số người vẫn ngoan cố cho rằng may mắn và số phận quyết định sự thành công. Thế nhưng các bạn hãy tin mình đi, những người như vậy chỉ sống mãi cuộc đời tầm thường mà thôi. Trở lại với những bữa ăn tiền tỷ ở trên, các bạn biết tại sao mà người ta lại bỏ ra số tiền lớn đến như vậy hay không? Không phải vì những món ăn mà họ ăn trong bữa đó, càng không phải vì họ khoe khoang sự giàu có của mình, cũng không phải là họ bỏ ra số tiền đó để cho vui, mà vì người bình thường ăn cơm gọi là xã giao, người thông minh ăn cơm gọi là kết giao. Người bình thường xem trọng giá cả, người thông minh quan tâm giá trị. Khi xem xong tin tức từ hai bữa ăn, một là của nước ngoài, hai là ở Việt Nam, thì tôi đã cố tình làm một bài kiểm tra bằng cách hỏi một người bạn của mình: nếu bây giờ mày có một cơ hội, đó là bỏ ra 1 tỷ để có thể ăn tối cùng với Warren Buffett, hay là bỏ ra 400 triệu để ăn tối cùng với Shark Dũng là thần tượng của mày đấy, và hiện tại thì mày lại có vừa đúng 1 tỷ trong tay, thì mày có đồng ý bỏ ra số tiền này hay không? Nghe xong, đứa bạn mình vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính mà không hề ngẩng đầu lên. Cậu ấy đáp mà không cần suy nghĩ: không, ta sẽ dùng 1 tỷ đó để mua nhà, mua xe hay là mua bất cứ thứ gì còn hơn. Dù có thần tượng đến mấy, nhưng tao đâu có điên mà bỏ ra số tiền lớn như thế chỉ để ăn trưa. Mày có thể hỏi câu nào mang tính chất loài người hơn được hay không? Và lý do của cô ấy là tiếng Anh không tốt, nếu nói chuyện với Warren Buffett cũng chỉ như ông nói gà, bà nói vịt. Hơn nữa, cô ấy cũng không hiểu về gì về tài chính, Dù Warren Buffett có đề nghị cô ấy mua cổ phiếu đi chăng nữa thì cô ấy cũng không biết thao tác nó như thế nào. Quan trọng nhất là cả hai người đều không cùng một lĩnh vực, cũng tức là rất khó để có thể tìm được chủ đề và tiếng nói chung. Tóm lại, mặc dù Warren Buffett rất giàu có, rất nổi tiếng, nhưng thay vì tiêu 1 tỷ dùng bữa trưa với ông ấy thì cô ấy tha mua nhà còn hơn. Đối với những người bình thường, chẳng hạn như chính tôi và đứa bạn của tôi mà nói, được gặp Warren Buffett, người giàu nhất thế giới, thực sự không hấp dẫn bằng việc có tiền để mua được một căn nhà hay là đầu tư vào bất động sản để sinh lời. Thế nhưng tại sao giới siêu giàu họ lại chịu chi những khoản tiền lớn đến như vậy để ăn trưa cùng với doanh nhân nổi tiếng? Như các bạn đã biết thì Warren Buffett là một tượng đài của giới đầu tư. Khi những bức ảnh chụp chung với vị tỷ phú này đăng tải lên mạng, nó không chỉ đại diện cho sự thành công và vinh quang, mà đó còn là một chiều marketing cao cấp của giới siêu giàu. Bằng chứng là dù bữa ăn đã kết thúc, nhưng giá cổ phiếu của công ty những người chi tiền lại không ngừng tăng lên. Thực tế, cùng với Warren Buffett hay Shark Dũng ăn gì không quan trọng. Quan trọng là anh ta có thể dựa vào cách này để quảng cáo cho công ty mình, tăng cao lượng khách hàng bằng cách nhanh nhất. Mạng xã hội ngày nay rất phát triển, chỉ cần một động thái nhỏ cùng với người nổi tiếng, sau vài giờ bạn đã được lên hot search. Đó là cách quảng cáo nhanh nhất cho thương hiệu và sản phẩm của công ty. Người bình thường tiêu tiền là để tiêu dùng, còn người thông minh tiêu tiền là để đầu tư. Thực ra thì dù là ai đi chăng nữa, 100 tỷ với họ đều không phải là con số nhỏ. Có vài người không phải vì ngốc mà tiêu nhiều tiền, cũng không phải vì nhiều tiền quá nên xem tiền như con rác mà vung tay chơi đùa, mà bởi vì họ cảm thấy có thể dùng chúng để đầu tư, kiếm thêm được nhiều hơn. Năm 2007, nhà đầu tư nổi tiếng Đoàn Vĩnh Bình sau khi tham gia bữa trưa từ thiện được tổ chức lần thứ 2 của Warren Buffett thì thương hiệu điện tử của ông ấy đã chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thâm quyến. Đoàn Vĩnh Bình đã tạo được tên tuổi cho mình và đã đầu tư thành công vào nhiều công ty niêm yết nổi tiếng như Nestle, Tencent, Oppo hay là Vivo. So với mức đấu giá cho bữa trưa từ thiện là 62,01 vạn đô la Mỹ lúc đó, số tiền mà Đoàn Vĩnh Bình kiếm được đã sớm tăng lên gấp nhiều lần. Người bình thường chỉ thường nhìn cái trước mắt mà sợ thiệt thòi, còn người thông minh thường chịu thiệt trước mắt và nhìn về tương lai. Ngoài ra còn có Ted Whistler, người đã thắng đấu giá bữa trưa từ thiện của Warren Buffett 2 năm liên tiếp. Cả hai bữa trưa, ông ấy tiêu hết tổng cộng 525 vạn đô la Mỹ. Nhưng hiện tại thì ông ấy đang làm việc tại công ty của Warren Buffett và cũng sớm kiếm lại được nhiều hơn số tiền đã bỏ ra từ lâu. Người thông minh tiêu tiền xem chừng như đang chơi một canh bạc, nhưng thực tế họ đã suy nghĩ và nhìn rất xa mới dám quyết định. Trên thế giới có 3 cách tiêu tiền. Cách tiêu tiền hạng nhất chính là đầu tư. Cách tiêu tiền thứ hai là xem giá cả rồi tính. Và cách tiêu tiền thứ ba là tiêu xài theo ý muốn, không có kế hoạch. Người có tư duy nghèo thường là những công nhân và nhân viên mới đi làm. Họ có xu hướng tiêu tất cả số tiền mà mình kiếm được. Họ chịu tác động của nhu cầu hưởng thụ ngay. Họ để dành rất ít hoặc không để dành được tí nào. Với lý do họ kiếm được quá ít nên không thể dành dụm. Bởi vậy, tài chính của họ bấp bênh và không an toàn. Nhiều người phải tiếp tục công việc mà họ chán ghét chỉ vì họ phải kiếm tiền trang trải chi phí hàng ngày. Nếu bị mất việc hoặc giảm lương, họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống. Rõ ràng, cách quản lý tiền như vậy sẽ không bao giờ khiến họ giàu lên được. Còn cách quản lý tiền của người trung lưu thì có khá hơn một ít. Những người có tư duy trung lưu thường bao gồm các chuyên gia, nhân viên lâu năm với mức lương khá cao. Họ có thói quen kiếm tiền, tiêu tiền và dành dụm. Sau khi thanh toán các phí tổn, họ cũng để dành ra được một chút. Vấn đề là ở chỗ, họ thường dùng khoản tiền dư ra để mua tài sản hao mòn hơn là tài sản gia tăng. Họ dùng tiền tiết kiệm để mua nhà to hơn, mua xe xịn hơn và đi đôi với việc vay nhiều tiền hơn nên hàng tháng cũng phải chi trả nhiều hơn. Do đó, mặc dù nhìn bề ngoài, phần lớn các gia đình trung lưu có vẻ khá giả, tổng giá trị tài sản của họ thật ra rất thấp, thậm chí có thể là âm. Nhà cửa, xe cộ của họ có thể đáng giá hàng triệu đô, nhưng họ cũng nợ gần bằng đó hoặc hơn. Trong thực tế, sức khỏe tài chính của họ còn đáng quan ngại hơn nhóm trên. Nếu bị mất việc hoặc giảm lương, họ sẽ vẫn phải trả các món nợ và những khoản chi phí khổng lồ đã trở thành lối sống của họ. Nhiều người trong số họ chịu áp lực tài chính ghê gớm, phải làm việc cật lực hàng tháng để trả nợ ngân hàng. Họ không thể nghỉ việc, không thể ngã bệnh, thậm chí không thể nghỉ hưu vì bị kẹt trong vòng luẩn quẩn, kiếm tiền và trả nợ. Và cách quản lý tiền của người giàu. Người giàu có tư duy làm giàu thường có thói quen kiếm tiền để dành và tiêu tiền. Họ đề ra mục tiêu phải để dành được bao nhiêu một tháng, thường là từ 15 đến 20%. Họ trừ khoản này vào phần thu nhập và tiêu phần còn lại. Được tư duy làm giàu thúc đẩy, họ luôn muốn để dành nhiều hơn và dùng tiền đó để đầu tư vào các loại tài sản sinh lợi và các giá trị gia tăng. Họ thà bỏ tiền ra mua cổ phiếu của các công ty tốt, các quỹ đầu tư hơn là vung tiền vào những món xa xỉ. Tài sản gia tăng của họ vượt xa tài sản hao mòn, nên thỉnh thoảng họ vẫn có thể mua những thứ đắt tiền để tự thưởng cho mình. Thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư của họ vượt xa chi phí của những thứ xa xỉ đó. Dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng tiếp tục cần mẫn để dành và đầu tư cho tới khi tài sản gia tăng của họ bắt đầu tự nhân giống, thậm chí còn nhiều hơn chi phí hàng tháng. Lúc đó, họ hoàn toàn được giải phóng khỏi những lo toan về tài chính. Nếu thích thì có thể thôi không cần làm việc nữa mà vẫn có thể duy trì được mức sống hiện đại cho đến hết đời. Tóm lại, bí quyết quản lý của người giàu đó là chi ít hơn thu. Đầu tư phần tiết kiệm để đạt được mức tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số tài sản gia tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc là vượt quá mức sống mơ ước của mình. Đó là tư duy của hai kiểu người trên hành tinh này. Ở thương vụ ăn trưa cùng với Warren Buffett thì đi kèm với đầu tư chắc chắn có rủi ro, nhưng hầu hết các doanh nhân đều không tránh khỏi phải trải qua canh bạc đánh cược này, bởi vì họ biết có thử thì mới có thể gặp những cơ hội lớn ẩn trong đó. Đầu tư có thắng có thua, thực hành vẫn phải dựa vào chính mình. Đã là một canh bạc, chắc chắn phải có người thắng và kẻ thua. Có một số người, dù ăn trưa cùng với Warren Buffett, cũng không tránh được thất bại. Ví dụ như chủ tịch của Tencent Entertainment. Ông ấy cũng đã từng tiêu 235 vạn đô la Mỹ cho bữa trưa với Warren Buffett vào năm 2015. Mặc dù sau đó, giá cổ phiếu của Tencent Entertainment tăng gần 90%. Nhưng sau vài việc, ông đã bị cơ quan thẩm quyền điều tra và buộc tội làm trái quy định chứng khoán nên phải từ chức chủ tịch. Thế nên, dù người khác có cho bạn cơ hội, nhưng rủi ro bạn phải là người giải quyết. Trong thế giới đầu tư, không ai thay bạn gánh trách nhiệm giải quyết cho mọi rủi ro của bạn. Vậy nên, đừng nghĩ chỉ cần tiêu một số tiền lớn, ăn bữa trưa với Warren Buffett là đã có thể giải quyết được mọi vấn đề. Không phải, ăn với Warren Buffett là mượn một lần cơ hội để quảng cáo. Dù người ta có đưa cho bạn cơ hội rồi, nhưng thực hành vẫn nên dựa vào chính mình. Và ở bữa ăn với Shark Dũng tiếp theo đây cũng vậy. Chắc chắn người ăn cùng với vị cá mập này sẽ rất nổi tiếng. Nhưng người đó có tận dụng được cơ hội này để làm giàu hay là kinh doanh hay không thì phải xem tài năng của nhân vật này đến đâu đã. Các bạn thân mến, những bữa ăn cùng Shark Dũng hay là tỷ phú Warren Buffett là những cơ hội quý giá để cho giới siêu giàu làm hình ảnh quảng bá. Bí quyết này trong kinh doanh nghĩa là đứng trên vai người khổng lồ. Đứng trên vai người khổng lồ được xem như là tận dụng những thành công có sẵn của người khác để giành lấy những thành tựu cho riêng mình. Đây là một chiến lược phổ biến trong marketing cũng như trong kinh doanh. Tuy vậy, không ai cũng có thể áp dụng được quy tắc này thành công. Các bạn có muốn Bí quyết thành công là một chương trình về bí quyết kinh doanh này hay không? Nếu các bạn yêu cầu ở phần bình luận nhiều thì mình chắc chắn sẽ làm. Còn bây giờ thì mình xin phép được khép lại video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.